Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung La Nina khả năng xuất hiện từ tháng 11, cảnh báo bão đổ bộ miền Trung. Theo dự báo, từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất từ 60 đến 70%. Trong thời kỳ này, bão và áp thấp nhiệt đới xuất hiện tương đương đến cao hơn trung bình nhiều năm. La Nina đến chậm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, hiện tượng Enso đang trong trạng thái trung tính nhưng nghiêng dần về pha lạnh La Nina với chuẩn xa nhiệt độ mặt nước biển khu vực xích đạo, trung tâm Thái Bình Dương đang thấp hơn trung bình nhiều năm, âm 0,3 độ C vào tuần đầu tháng 10. Dự báo, thời kỳ từ tháng 11 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025, Enso có khả năng chuyển sang trạng thái La Nina với xác suất 60 đến 70%. Như vậy, La Nina khả năng sẽ xuất hiện muộn hơn những dự báo trước đó khoảng 2 tháng. Dưới tác động của La Nina, hoạt động của bão, áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng đến đất liền nước ta có khả năng ở mức xấp xỉ đến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm trên Biển Đông 2,8 cơn, đổ bộ đất liền 1,1 cơn. Đặc biệt, bão, áp thấp nhiệt đới đổ bộ đất liền có khả năng tập trung nhiều ở khu vực Trung Bộ và các tỉnh phía Nam, đề phòng khả năng bão hoặc áp thấp nhiệt đới hình thành ngay trên khu vực Biển Đông. Cũng trong thời kỳ này, trên phạm vi cả nước tiếp tục có khả năng xảy ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét và gió rất mạnh. Các đợt mưa lớn sẽ tiếp tục xuất hiện tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ trong tháng 11. Mùa mưa ở khu vực Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ có thể kết thúc muộn hơn bình thường khoảng cuối tháng 11 tại Tây Nguyên và Nam Bộ, cuối tháng 12 tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ. Về không khí lạnh và rét đậm, rét hại, cơ quan khí tượng cho hay không khí lạnh có khả năng hoạt động mạnh trong tháng 12 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 và gây ra các đợt rét đậm, rét hại. Tại miền Bắc, rét đậm, rét hại có khả năng xuất hiện trên diện rộng từ nửa cuối tháng 12, tương đương so với trung bình nhiều năm. Cần đề phòng khả năng xảy ra những đợt rét kéo dài, đặc biệt tại các khu vực vùng núi phía Bắc, kèm theo hiện tượng sương muối, băng giá trong thời gian này. Biển Đông gió giật cấp 8. Hiện nay, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Dự báo đêm 15 và ngày 16 tháng 10, vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió rất mạnh, cấp 7, cấp 8. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ chịu tác động của lốc xoáy và gió rất mạnh. Miền Bắc khả năng đón hai đợt không khí lạnh tăng cường. Dự báo xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho biết, vùng núi và trung du miền Bắc từ đêm 15 đến 16 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, đến thời điểm từ đêm 18 đến 20 tháng 10, khu vực này tiếp tục có mưa dông. Cả hai đợt mưa dông này đều báo hiệu sự tăng cường của các khối không khí lạnh ở phía Bắc. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh tăng cường từ ngày 18 đến 20 tháng 10 mới khiến nhiệt độ giảm sâu so với những ngày trước đó. Cụ thể, tại các tỉnh Cao Bằng, Lạng Sơn, nhiệt độ cao nhất trong ngày 15 tháng 10 khoảng 28 độ C, giảm 4 độ so với ngày 14 tháng 10. Đến ngày 19 và 20 tháng 10, nhiệt độ cao nhất chỉ còn 26 độ C. Tại Hà Nội, nhiệt độ cao nhất ngày 15 đến 16 tháng 10 là 29 độ C, giảm 3 độ so với ngày 14 tháng 10. Đến ngày 20 tháng 10, nhiệt độ chỉ còn 25 độ C và tăng nhẹ 2-3 độ C trong những ngày sau đó. Trong khi đó, Bắc Trung Bộ từ khoảng đêm 19 đến 20 tháng 10 có mưa rải rác, Trung Trung Bộ đêm 15 tháng 10 và từ khoảng ngày 20 đến 23 tháng 10 có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.